Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849490188 ạ, hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 22 tháng 11 năm 2023. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến mới ngập nhà. Rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp với cái giá cực kỳ là rẻ trong phiên bán hàng buổi tối ngày hôm nay. Những cây đai châu rừng, những cái cây lan đang nụ cho hoa Tết rất là đẹp luôn ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên thì em vẫn muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là những cái mặt hàng kg trước ạ. Một cái lô quế tím cực kỳ là xinh đẹp luôn với giá chỉ có 45.000 thôi cô chú anh chị này, hơn chục cây mà khỏe đẹp lắm luôn đấy ạ. Đó, có 45.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. Còn sang bên này đây thì em đang có hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ này, hàng xanh mướt như vậy ạ. Hứa hẹn cho một mùa hoa sân với những bông hoa môi tua rất là độc đáo và tuyệt vời đây. 110.000 cho 1 kg luôn thôi cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em đang có một lô kim điệp xuân duy nhất này, hay còn gọi là kim điệp giấy đấy ạ. Với một cái lô này thì chắc chắn là đủ cô chú anh chị có một cái giò hoa vàng tuyệt vời luôn đây cô chú anh chị đang đấy ạ. Chuẩn bị sưng mắt nụ rồi cô chú anh chị nhìn này đây. Đó, mắt nụ chuẩn bị trồi ra rồi. Như là một cái giả hành như vậy có thể cho đến 1 cho đến 2 chùm hoa cô chú anh chị nhé. Nên là với cả một lô như thế này thì thoải mái cô chú anh chị có một cái giỏ hoa to rực rỡ luôn ạ. Và lô kim điệp xuân này em xin phép được bán với giá chỉ có 45.000 thôi này. Lô kim điệp xuân này 45.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. Giá hương tam bảo sắc vùng Tây Bắc ạ. Một cái cây lan mà có lẽ là những ai đã từng chơi và là những nhà vườn thì đây sẽ là một cái lựa chọn đầu tiên để cho những cây lan vào vườn đấy ạ. Bởi vì cây tam bảo sắc này khi mà vào vườn ạ, nó sẽ rất là ít bị xuống lá cũng như là hồi và phát triển cực mạnh luôn. Đó, cây tam bảo sắc Tây Bắc cô chú anh chị nhé. Cây thì có phần hơi héo. Giá ở đây thì em bán với giá là 80.000 cho 1 kg thôi. Bán ngay từ 0,5 kg, tức là 40.000 thôi để cô chú anh chị mình có những cái giò tam bảo sắc của vùng Tây Bắc tuyệt vời để mà sưu tầm nhé. Sang bên này thì em đang có những cây kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng đấy ạ. Cái dòng lan mà hiện tại cây đang bắt đầu sưng những mắt nụ rất là lớn rồi, tích dưỡng chất để chuẩn bị. Dạo nữa thôi là những mắt nụ này sẽ trồi ra, cô chú anh chị có thể có một mùa hoa xuân tuyệt vời. Từ những cây kiều tím này cô chú anh chị, giá ở đây em đang bán là 320.000 trong 1 kg. Đấy, thời điểm bây giờ là cái thời điểm em nghĩ là phù hợp bởi vì thưởng thức mùa hoa trọn vẹn. Cũng như là cái giá cả hợp lý bởi vì cái dòng hoa này có những cái lúc mà chuẩn bị ra hoa giá nó có thể lên đến tận cả 400.000. Mà cái thời điểm đấy cô chú anh chị mua ấy, thì nó có thể là không được chơi hoa trọn vẹn như cái thời bây giờ đâu, bởi vì nụ lớn ấy, thì nụ còn nụ mất khi mà vận chuyển nên là chắc chắn là sẽ không được chơi hoa trọn vẹn như bây giờ cô chú anh chị nhé. Hoặc cô chú anh chị mình có thể mua kiều tím cho em theo từng cái phần một cô chú anh chị này. Đây, ở đây em đang chia theo hình nhá. Hình này em gọi là cái hình số 14 đi ạ. Một cái lô kiều tím số 14. Một cái phần mà cô chú anh chị có thể làm một cái giỏ rất là to như này. Em bán với giá chỉ có 160.000 thôi cô chú anh chị ạ. Tiếp theo là hình số 15 này, nguyên một dề luôn, 160.000, đẹp mộng mơ đúng không ạ? Và tiếp theo sẽ là hình số 16 này. Một lô rất nhiều như vậy với giá là 220.000, cây dài đẹp luôn và xanh mướt như vậy nhé. Anh tiếp theo là hình số 17 đấy ạ. 230.000. Nguyên hai dề rất là dài, mượt và đẹp. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 28 đấy, nguyên một dề. Và riêng hàng dề này thì nó không khác gì cái hàng thuần luôn ạ. Cái dề này xin phép được bán với giá là 200.000. Đó. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 19 này. Chỗ này có hai dề ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em được làm được một giò rất là đẹp đúng không ạ? 180.000. Và sang hình số tiếp theo 20, 170.000 cho cả một lô như vậy. Và hình số 21 đây ạ, 220.000. Chỗ này thì hai dề quá xuất sắc luôn, hai dề quá đẹp. Và hình tiếp theo hình 32, 160.000 cho hai dề này. Chỗ này cũng là hai dề cô chú anh chị ạ. Này đây thì em đang có 3 phần ngọc thạch 3 màu nhá. Mỗi một phần là em cũng đã chia rồi, cân đối để cô chú anh chị có thể có một cái giò lan xinh đẹp nhất ạ. Và phần này em gọi là phần số 1 với giá 40.000 này cô chú anh chị này. Hàng xuống hết lá rồi.
mùa ghép thân thồng trong năm đây, mỗi một phần 40.000 đó. Phần số 1, số 2, số 3 đây, có 3 phần như vậy nhé. Và bên này đây sẽ là những cái bông hoa bạch hỏa hoàng, một cái dòng lan mà thực sự phải nói nó quá là nổi bật. Với những cái bông hoa nở đầu ngọn, thân mập nú như vậy, hứa hẹn sẽ là đây. Ô, cây này đang có nụ luôn này cô chú anh chị này. Ô, cây bạch hỏa hoàng, cây này nở lạc mùa ấy, sao mà có nụ luôn ở đây này. Với những cái bông hoa bạch hỏa hoàng nở đầu ngọn căng mướt luôn cô chú anh chị ạ, to đẹp rực rỡ như thế này này cô chú anh chị. Cái lưỡi đỏ trên cái nền hoa màu trắng rất là tuyệt vời cô chú anh chị ạ. À, cô chú anh chị bây giờ nhìn thấy ở đây tự dưng em lại thấy có một cái cây mà nó có một cái nụ lạc mùa như vậy. Đấy, thân căng xinh đẹp như thế này này. Nói chung là cây bé nhỏ nhưng mà khi mà nở hoa thì cực kỳ là xinh luôn đấy cô chú anh chị. À, và em bán bạch hỏa hoàng này với giá là 250.000 cho 1 kg. Em sẽ bán ngay từ 0,2 kg đấy ạ, tức là 50.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá, để sở hữu ngay những cái cây, những cái giò lan bạch hỏa hoàng xinh đẹp, ngắm một lần thôi cũng đã mắt cô chú anh chị ạ. Và sang bên này đây thì em đang có hoàng thảo môi tua này. Hoàng thảo u lồi, đây là cái hàng bóc rừng nhá cô chú anh chị nhá. Hàng bóc rừng và lác đác đâu đây thì đang có một số cây thì cũng đã đang bắt đầu là nứt nụ rồi này cô chú anh chị này. Hàng là một trong những cái dòng lan có thể nói là đẹp nhất trong tất cả những cái dòng hoa lan mà nở hoa đúng vào thời điểm Tết luôn. Mầm gốc thì nó đang lên như vậy này. Đó, nên là một cái thời điểm trong năm đẹp nhất để thưởng thức mùa hoa trọn vẹn, cũng như là một cái cơ hội tuyệt vời nhất để cô chú anh chị mình có thể sưu tầm và trồng chăm sóc những cái cây lan này cô chú anh chị nhé. Đây này, nụ này. Đó, nụ thì lác đác vài cây đang nhú thôi và cũng nhú rất là bé, nên là vận chuyển đóng gói đến tay cô chú anh chị vẫn đảm bảo là mình sẽ được thưởng thức một mùa hoa trọn vẹn này. Thì ở đây em xin phép được bán với giá là 190.000 cho 1 kg. Đó, cái dòng hàng bắc rừng ấy thì tuy nhiên là cũng đã cắt tỉa rất là kỹ và kèm theo rất là ít thân già thôi, chứ không phải là một thân già kèm theo 4 năm một thân tơ kèm theo 4 năm thân già đâu cô chú anh chị ạ. Mà gần như là một thân tơ kèm theo một thân già thôi. Nên là đảm bảo là cô chú anh chị vẫn có rất là nhiều những cái thân tơ cô chú anh chị thưởng thức. Tuy nhiên thì cái hàng rừng ấy cô chú anh chị để ý cho em là nó sẽ nhiều thân dài mập như vậy thì chắc chắn là sẽ không thể nào mà giữ được trọn vẹn được hết đúng không ạ? Mà có thể là bị gãy đầu ngọn một chút xíu như này này. Thì cô chú anh chị cũng hết sức là thông cảm, bởi vì thực ra thì em nghĩ rằng là có hỏng đầu ngọn hay là không có vòng hỏng đầu ngọn thì nó cũng chẳng có gì khác nhau đây, hai cái thân này, một thân hỏng và một thân không một thân gãy này và một thân không gãy này. Nó cũng chẳng có gì gọi là xấu cả đúng không ạ? Cái thân hoa vẫn đảm bảo dài đẹp để cô chú anh chị thưởng thức. Tuy nhiên nó hỏng đầu ngọn một chút xíu thì em vẫn sẽ đóng hàng cô chú anh chị nhé, và cô chú anh chị cũng hết sức là thông cảm cho vấn đề đấy. Còn những cái thân ngắn thì nó sẽ không có bị gãy hỏng nhiều, nhưng mà cái thân dài thì nó sẽ có thể là bị sứt mẻ đầu ngọn một chút xíu ạ. Đó, giá 190.000 cho 1 kg thôi. Và bên này đây thì em cũng đang có 3 cái phần hoàng thảo u lồi mà hàng gần như là 100% thân tơ luôn này cô chú anh chị này. Đó, cũng đang nhú nụ này. Phần này em gọi là phần số 2 với giá ở đây là 100.000. Đấy, cả một lô rất nhiều như vậy, rất nhiều thân tơ như vậy. Phần này phần số 1 này cũng với giá 100.000. Đây là 100% thân tơ luôn đấy ạ. Đó, cả một lô rất nhiều thân tơ như này. Và sang phần bên này sẽ là phần số 3. Phần này thì cái thân có 2, 3 cái thân hoa to đẹp khổng lồ như vậy nhá, đang nhú nụ chi chít luôn, cũng 100.000. Và phần số 4 này 100.000 luôn cô chú ý chị ạ. Và bên này đây là những cái cây lan dendro chớp bịp. Cái hàng này mà nếu như em mà quay ban ngày ấy, cô chú anh chị sẽ thấy, sẽ lột tả được hết được cái vẻ đẹp, mới lột tả được hết cái vẻ đẹp của dòng dendro chớp bịp này. Cái sắc hoa của nó sẽ đỏ sáng hơn cô chú anh chị nhé, và cực kỳ là thơm. Đó là dòng dendro chớp bịp. Hàng này bọn em bao chuẩn mặt bông cây giống, cô chú anh chị sưu tầm là có ngay hoa để thưởng thức này, có cây giống, có ngay hoa để thưởng thức, hàng đang nụ. Và mỗi một chậu như vậy là nó sẽ có 3 giả hành dài ngắn nhé chú anh chị nhé. Giá em đang bán là 150.000 cho một chậu dendro chớp bịp bảo hành mặt bông cây giống cho cô chú anh chị mình rồi. Đó, và bên này đây thì em đang có những cái chậu hoàng thảo kèn này cô chú anh chị này. Cái giò lan hoàng thảo kèn thân căng mướt đấy ạ. Hàng đã thắt đứng hết ngọn rồi và cũng đang chuẩn bị xuống lá nhé cô chú anh chị nhé. Mỗi một chậu rơi từ 4 thân trở lên cô chú anh chị ạ. Cũng đã đâu đây là bắt đầu là có những cây là chuẩn bị sưng mắt nụ luôn đấy cô chú anh chị. Nhưng hoàng thảo kèn này thì em cũng bán rất là nhiều năm rồi, có thậm chí nó còn nở hoa trước cái thời điểm Tết nữa ạ. Mỗi một cái thân kèn này đảm bảo sẽ cho cô chú anh chị một cái thân hoa tím lịm tuyệt vời. Cô chú anh chị mình có thể thưởng thức hoa nhé. Với một chậu 4 thân kèn như vậy là nó quá tuyệt vời rồi khi mà nó nở hoa ấy cô chú anh chị, bởi vì dòng kèn này cực sai bông cô chú anh chị ạ. Và một cái chậu hoàng thảo kèn như vậy,
hàng đã thuần sẵn rồi. Về cô chú anh chị chỉ việc bóc cái túi nhựa này đi này, để sang một cái chậu mới. Tức là nếu mà không thì cô chú anh chị vẫn có thể để cả vỏ nhựa như vậy, nhưng mà em nghĩ rằng là cô chú anh chị để sang một cái chậu khác đi thì nó sẽ đẹp hơn, đúng không ạ? Sẽ đẹp hơn ạ. Nên cô chú anh chị có thể sang một cái chậu khác để nó đẹp hơn. Thì cô chú anh chị có một cái giò lan đẹp như ý thôi, với giá chỉ có 90.000 thôi. Một giò kèn thuần đẹp như ý, thoải mái để thưởng thức hoa cũng như là thoải mái để làm giống luôn cô chú anh chị này. Nó thân căng mướt rất là đẹp. Hàng thì em về rất là nhiều, là thoải mái lựa chọn cho cô chú anh chị. Những cái chậu lan phải nói là ưng ý nhá cô chú anh chị nhá. Và bên này đây ạ, hôm nay thì em về một cái lô vanda nụ. Có tất cả 6 màu sắc và nụ thì nói chung là vừa tầm sinh luôn cô chú anh chị này. Vừa tầm sinh thì cô chú anh chị mình có thể thưởng thức hoa luôn. Cái dòng vanda này thì hoa nó to đùng ạ, cực kỳ là bền. Và ở đây thì em đang có tất cả là 6 màu sắc cô chú anh chị mình lựa chọn nhé. Đó, 6 màu sắc này. Màu số 1 này, màu tím đậm này. Đó, hai cái màu tím nhá. Có hai màu tím như vậy. Đó. Màu đỏ này cô chú anh chị này. Hoa cực bền. Và màu này màu hồng này cô chú anh chị này, và màu vàng đây ạ. Màu này là gọi là màu gì đây, màu cam. Và màu vàng đây cô chú anh chị nhá, có tất cả là 6 màu sắc. Đó, 6 màu sắc hàng đang nụ đẹp xuất sắc như này. Cây vanda này thì cái độ thuần, dễ thuần của nó thì khỏi phải bàn, mà cho mình hoa quanh năm luôn, cực thơm. Em bán với giá chỉ có 90.000 cho một chậu thôi. Hàng này thì em nhập trực tiếp với bên Thái về, và bán thì thực sự cái giá em bán đây thì có lẽ nó ngang với cả giá sỉ luôn nhé chú anh chị nhé, ngang với cả giá sỉ luôn đấy ạ. Còn bên này đây sẽ là những cây lan cửu bảo tiên rất là xinh đẹp đấy ạ. Cửu bảo tiên hôm nay em về cũng rất là nhiều, nhưng mà nhìn nhỏ như vậy thôi nhưng mà rất là có võ, bởi vì là năm ngoái thì những cái cây này là nó đã cho hoa hết rồi đây cô chú anh chị này. Nó đã cho hoa hết rồi nhá cô chú anh chị nhá. Đây ạ. Đã cho những cái cần hoa rất là dài như vậy rồi, và bây giờ thì nó đang vừa qua mùa hoa rồi. Và một cái chậu cửu bảo tiên mà với những cái bông hoa có lẽ ai đã từng được ngắm thì không thể nào mà không muốn sưu tầm cho mình luôn ạ. Thì một cái giò cửu bảo tiên như vậy em chỉ bán với giá có bao nhiêu nhỉ? 80.000 thôi cô chú anh chị nhé. Cửu bảo tiên ở đây hôm nay chỉ có giá 80.000 thôi ạ. Đấy, thì hôm trước em có những cái chậu cửu bảo tiên và em đang bán giá là 160.000, 170.000. Thì hàng của ngày hôm nay cây nó bé hơn nhưng mà đảm bảo là cực kỳ là khỏe và đẹp. Đó, cô chú anh chị về cứ làm hai chậu đi ạ. 160.000 là cô chú anh chị có một cái giò lan quá xinh đẹp. Những cây cửu bảo tiên rẻ bèo bọt và cực kỳ là khỏe đẹp như vậy cho sân vườn của nhà mình nhá cô chú anh chị nhá. Đảm bảo là mùa tới là có những bông hoa đẹp rực rỡ rồi đấy ạ. Đó, đây cô chú anh chị nhìn nhá, đây là cái lô hàng mà em đã lấy và người ta đã nó đã nở hoa như vậy. Và bên này đây sẽ là những cái cây hoa sống đời với độ bền cũng hơn một tháng và có hương thơm nhẹ nhàng và quyến rũ. Một cái dòng hoa sinh trưởng, phát triển mạnh cũng như là cho mình hoa quanh năm, trưng trong phòng khách hay là bàn làm việc thì phải nói là xuất sắc cô chú anh chị ạ. Độ bền hơn tháng nhé chú anh chị nhé. Với mỗi một chậu hoa sống đời như vậy đấy ạ, em xin phép được bán nó với giá chỉ có 40.000 cho một cái chậu hoa sống đời này thôi. Thì ngoài cái tác dụng là tạo cái không gian đẹp, xinh đẹp thì nó còn có thể thanh lọc không khí, tạo không gian xanh tuyệt vời đúng không ạ? Và sang bên này đây thì em có những cái chậu lan quân tử này cô chú anh chị này. Lan quân tử về cái tác dụng thì phải nói là tuyệt vời rồi. Ngoài cái tạo cái không gian xanh là cái trồng trong nhà, tạo không gian xanh, tạo phong thủy thì nó cũng còn là một cái cây thanh lọc không khí nhé cô chú anh chị nhé. Thanh loại bỏ ngay cả những tia sóng điện thoại và loại bỏ những chất độc hại trong không khí. Nói chung là tạo một cái không gian tuyệt vời cho gia đình ạ. Cây quá là to và đẹp luôn cô chú anh chị. Như ý luôn, với giá em bán chỉ có 70.000 trong một chậu thôi. Sang bên này đây sẽ là những chậu hoàng thảo chuỗi ngọc với những cái thân thắt đốt sáng bóng, đẹp mộng mơ. Một cái giò lan không chỉ đẹp hoa mà còn đẹp thân lá như thế này. Đó, một cái dòng lan đẹp như vậy, không chơi chơi loại lan gì đúng không ạ? 160.000 cho một giò thôi nhé cô chú anh chị nhé. Hoàng thảo chuỗi ngọc ạ, quá đẹp. Mỗi một chậu rơi từ ít nhất là 7-8 thân hoa trở lên. Đó, thân già dặn cứng cáp với những cái giả hành, với những cái đốt chuỗi ngọc sáng bóng đẹp như thế này. Những cái giò đen đô xuân cực kỳ là VIP. Mỗi một giò phải tầm 7-8 thân hoa trở lên cô chú anh chị ạ, đều tăm tắp và căng mướt tuyệt vời như thế này. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em từng thân một, nó căng và nó đẹp như vậy. Đó, nặng chịu tay luôn cô chú anh chị ạ. Chậu rơi vào nhiêu 2, 4, 6, 8, 9 thân, như chậu này rơi vào 9 thân. Nói chung là chậu nào chậu đấy phải rơi từ ít nhất là 8 thân hoa trở lên. Và những cái giò lan này mà đến mùa xuân nở
khi mà nó nở hoa phải là những siêu phẩm tuyệt vời cô chú anh chị ạ. Và một cái giò đen đô xuân thì em xin phép đẹp như vậy, em xin phép được bán với giá chỉ có 150.000 cho một giò thôi. Cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm những cái mặt bông của dòng đen đô xuân. Nói chung là mặt bông nào thì cũng không thể nào cũng cái độ đẹp của nó cũng không thể chê vào đâu được ấy, cô chú anh chị. Đẹp tuyệt vời luôn. Mà lại có hương thơm nhá, cô chú anh chị nhá. Như này. Đó, chỉ có hai thân thôi mà đẹp mộng mơ như này. Dòng đen đô xuân thì sai bông lắm, sai bông một cách tự nhiên luôn ạ. Giá chỉ có 150.000 cho một giò, chắc chắn cô chú anh chị phải có một cái giò lan mà nó sum suê đẹp cỡ như thế này, không rơi cô chú anh chị nhá. Còn bên này đây sẽ là những cái cây lan hoàng nhạn 4N. Hoàng nhạn 4N có lẽ là những người yêu và đam mê cái dòng lan nhạn không thể thiếu trong sân vườn của nhà mình luôn. Những cây lan mà có thể tạo ra những cái tác phẩm mà có thể ngắm đã mắt cô chú anh chị ạ. Thân lá to, lá mít đẹp, xếp rụt. Những cây hoàng nhạn 4N ấy rơi vào 4 cặp lá, em bán với giá chỉ 150.000 thôi cô chú anh chị nhá. Với số tiền 150.000 là cô chú anh chị có một cặp nhạn 4N đẹp như ý rồi. Đó. Thay vì cô chú anh chị bỏ tiền cả triệu. Bỏ tiền cả triệu luôn nhá cô chú anh chị nhá, không phải rẻ đâu ạ. Cô chú anh chị mà mua không cẩn thận có thể bỏ cả tiền triệu này. Ví dụ một cái chậu như này, người ta trồng 1 năm thôi, bỏ ra bán người ta bán đến 1 triệu như thế này. Đó, tội gì đúng không ạ? Những cây nhạn như vậy mình tự mua về mình tự trồng. Giá có một cặp như vậy có 300.000 ạ. Và bên này đây thì em đang có những cái chậu giả hạc Pháp cô chú anh chị ạ, cũng là một cái dòng hoa chủ với thời điểm Tết ấy. Cô chú anh chị ngắm những cái thân lá của cái dòng giả hạc Pháp để cảm nhận ạ. Tuyệt vời đúng không ạ? Mỗi một cái thân giả hạc Pháp nó thuôn và mềm mại đẹp tuyệt vời như thế này, một chậu cũng trên dưới chục thân cho cô chú anh chị đấy ạ. Thì em bán một chậu như vậy với giá chỉ 130.000 thôi. Thì riêng cái dòng này thì ngắm thân thôi cũng đã đủ mê rồi, mà hoa thì cũng không thể nào mà chê vào đâu được. Một cái giò lan đẹp, thân rất là mềm mại cô chú anh chị ạ. Đấy, chú anh chị nhìn này, đó, thuôn mềm mại nó đẹp như thế này. Còn sang bên này đây ạ, sang bên này đây, hoa của giả Pháp này, cái sắc hoa đỏ rực rỡ nổi bật như vậy. Còn bên này đây sẽ là những cái giò giả khao oai cô chú anh chị ạ. Những cái chậu giả khao oai, chậu trên dưới chục thân, từ 6 thân trở lên đấy cô chú anh chị. Đó, từ 6 thân trở lên nó đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Em đảm bảo bao giá rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị mình luôn. Những cái giò này cô chú anh chị mà về nở hoa thì thơm khắp phố chứ không phải thơm khắp xóm nữa đâu ạ. Khao oai thì độ thơm mà siêu thơm rồi. Em bán một cái chậu như vậy với giá chỉ có 130.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. Chắc chắn sẽ làm cho cô chú anh chị vô cùng là hài lòng luôn khi mà nó nở hoa. Đó, vô cùng hài lòng luôn cô chú anh chị nhé. Chỉ có một cái 130.000 mà có tác phẩm tuyệt vời như vậy đấy ạ. Còn sang bên này đây thì cái dòng giả hạc chớp Mỹ. Nói chung là dòng giả hạc chớp Mỹ này thì bên em sẽ bảo hành chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị mình luôn. Thời điểm bây giờ, cái dòng giả hạc chớp Mỹ này thì không chỉ đẹp thân lá, không chỉ đẹp hoa đâu ạ. Hoa rất là độc đáo và đẹp là một đằng rồi. Nhưng mà hoa của cái dòng giả hạc chớp Mỹ này này, cái độ thơm của nó phải nói là tuyệt vời cô chú anh chị ạ. Độ thơm phải nói là xuất sắc. Cái dòng giả, nên là cái dòng lan này là một trong những cái lựa chọn đầu tiên rất là nhiều đối với nhiều người để mà thưởng thức hoa Tết ạ. Đấy ạ, bông giả hạc chớp Mỹ cô chú anh chị nhá. Đẹp như thế này mà sai bông tự nhiên luôn cô chú anh chị ạ. Nên là với mỗi một cái chậu giả hạc chớp Mỹ như này, em rơi vào ít nhất là từ 5 thân trở lên trong một chậu. Cô chú anh chị nhìn thấy là có những cái thân hiện tại đã bắt đầu là nhú nụ như này rồi. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy đấy ạ. Sai chi chít hoa luôn ấy cô chú anh chị, thân căng thân nào thân đấy, căng mập nú luôn. Hàng này thì em bao chuẩn mặt bông cho cô chú anh chị vào cái thời điểm Tết luôn cô chú anh chị nhá. Em bán một chậu như thế này chỉ với giá có 160.000 cho một chậu thôi. Và rơi vào là một chậu là từ 5 thân trở lên nhé cô chú anh chị nhé. Từ 5 thân trở lên, đó, cây thì đang nhú nụ rồi. Cây đang sưng những cái mắt nụ rất là lớn đấy cô chú anh chị nhìn ạ. Đó, đảm bảo chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị mình luôn. Một cái giò lan như thế này 5 thân khi mà nó nở hoa thì phải nói là nó đủ rực rỡ luôn, đủ thơm luôn khi mà cô chú anh chị để trưng trong nhà ấy cô chú anh chị. Quá to, thân quá to mập và đẹp đúng không ạ?
Sang bên này đây sẽ là những giò lan thanh đạm Indo này. Hàng hôm nay em cũng bán cực rẻ luôn. Cái giò này trước nay em vẫn bán 250.000. Hôm nay em để giá là 220.000 cho một cái giò này thôi. Cái chậu này thì thuần sẵn như vậy rồi ạ. Về cô chú anh chị chỉ việc treo lên và chờ mùa hoa thôi. Cái dòng này thì với có lẽ với nhiều người chơi lan thì việc sở hữu một chậu trong 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 vườn thì là một sự chân ái, một là một cái điều chân ái luôn cô chú anh chị. Một năm mà không được thưởng thức cái mùi hương của nó có lẽ là sẽ cảm thấy thiếu sót ạ. Cũng là rất là thơm nhé cô chú anh chị nhé. Một cái giả hành có thể cho tầm 1 cho đến 2 chùm hoa. Đấy, thì một cái chậu rất nhiều như đây thì chắc chắn là cô chú anh chị có tác phẩm đẹp đúng không ạ? Em bán chỉ có 220.000 cho một giò lan như vậy nhá. Đây ạ, dòng hồ điệp lá phát biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài ạ. Cóc 3.5 cô chú anh chị nhá. Cây đủ to và đủ đẹp cho cô chú anh chị mình luôn, chậu ít nhất là 2 cần hoa. Rơi vào khoảng tầm 4 cặp lá trong một chậu. Và giá một cái chậu như vậy em xin phép được bán với giá chỉ có 70.000 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ. Cái giò này với cây khỏe và đẹp như vậy thì chắc chắn là những cần hoa của nó sau này nở sẽ rất là dài luôn nhé cô chú anh chị nhé. Giá 70.000 thôi, chỉ cần một chậu thôi cũng đủ xinh đẹp lắm luôn rồi ạ. Cô chú anh chị có thể nhìn lại cùng em nhìn những cái dòng lan, cái hồ điệp lá biên, lá phát tài. Nhiều người lựa chọn hiện nay chỉ cần một chậu thôi lên lũa, chưa nở hoa thôi đâu ạ, cũng đã đẹp như thế này rồi đây cô chú anh chị này. Đó. Và nếu như cô chú anh chị mình muốn trưng trong phòng khách hay bàn làm việc ạ, để một chậu thôi cũng đủ đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Với độ bền của hoa hơn 2 tháng, cây thì quá khỏe luôn, độ khỏe độ đẹp khỏi phải bàn luôn cô chú anh chị ạ. Ít nhất 2 cần hoa trong một chậu, giá chỉ 70.000 trong một giờ. Bên này đây sẽ là những cái cây tiên ông. Người ta quan niệm rằng những cây này có thể mang đến tài lộc và vận may đấy ạ. Cây tiên ông này em xin phép được bán nó với giá là 30.000 cho một cây. Riêng cây tiên ông này cô chú anh chị về có thể trồng thủy canh 1 cho đến 2 tháng, hơn 1 tháng cho đến 2 tháng. Cây có thể cho những bông hoa đẹp như thế này này. Đó, tầm bây giờ cô chú anh chị trồng là chắc là sẽ có Tết là nở hoa đấy cô chú anh chị. Hoa rất là thơm. Đó. Cô chú anh chị có thể trồng thủy canh hoặc là trồng đất. Cô chú anh chị nếu mà trồng đất cô chú anh chị có thể trồng một chậu khoảng tầm 2-3 cây. Đó, khi mà nở hoa thì đẹp tuyệt vời ạ. Và thơm nữa. Bên này đây nói đến cái dòng lan Trúc Phật Bà của chú anh chị nhé. Lát nữa thì em lại quên giới thiệu đến cô chú anh chị dòng lan Trúc Phật Bà đấy ạ. Một trong những dòng lan mà chỉ cần ngửi thân lá thôi cũng đã thấy nói chung là thư giãn tuyệt vời rồi. Cái mùi hương thơm của nó ngai ngái như mùi thuốc bắc, tạo cái cảm giác cực kỳ là thư giãn. Đấy, những cái giả hành nú và rụt rịt như thế này hiện tại cũng đang có lác đác vài thân đang nhú nụ rồi cô chú anh chị ạ. Em đang bán cái dòng Hoàng Thảo Trúc Phật Bà này với giá là 400.000 trong 1 kg. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg rồi, tức là 100. Nói đến là 400 thì cô chú anh chị giật mình nghĩ là nó đắt đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái hàng này ạ, chỉ cần cô chú anh chị lấy khoảng tầm 0,3 kg, 120.000 thôi, cũng có giò Trúc Phật Bà xinh đẹp để mà thưởng thức rồi cô chú anh chị nhé. Cái hàng này thì không có dài lắm đâu. Đấy, 0,3 thì cô chú anh chị cũng sẽ được khá là nhiều những cái thân hoa nhé cô chú anh chị nhé. Khá là nhiều những cái thân hoa luôn đấy ạ. Đó. Đây. Đấy, đang nhú nụ này cô chú anh chị này. Và bên này đây ạ, là những cái bông lan Cattleya. Dòng lan người ta mệnh dành danh là nữ hoàng của các loại lan đấy ạ. Bông hoa độ to của nó to kinh khủng đúng không ạ? Thơm nức nở ạ. Đây là cái mặt hoa màu cánh của hoa là hơi phớt vàng một chút xíu và cái lưỡi của nó là màu cam này cô chú anh chị ạ. Lưỡi màu màu đỏ nhá, cái họng màu vàng, vàng đậm. Rất là nổi bật, cánh bầu tròn tuyệt vời như thế này và thơm cực thơm luôn cô chú anh chị. Mặt bông tiếp theo ạ. Mặt bông tiếp theo đây cô chú anh chị nhìn này, yêu chưa ạ? Đây cô chú anh chị, quá là đẹp đúng không ạ? Đó, cái lưỡi đỏ rất là đẹp, hoa vàng đậm và lưỡi đỏ rất là đẹp như thế này. Và một cái sắc hoa nữa, đó là cái sắc hoa đỏ son cam và có màu son môi đấy ạ. Đẹp chưa ạ? Hoa tầm trung. Chậu nào chậu đấy đẹp như thế này, hàng em đang nụ. Về cô chú anh chị sẽ thưởng thức hoa ngay cô chú anh chị nhé. Và một chậu như thế này ạ, em xin phép chỉ bán có 100.000 thôi. Đấy, hàng thì bao là đang nụ và chuẩn mặt bông cây giống cho cô chú anh chị mình. Những cái chậu cát này. Và cây thì phải nói là cực khỏe và cực đẹp luôn đây cô chú anh chị. Khỏe và đẹp đều đang nụ như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Thưởng gửi đến cô chú anh chị mình những chậu lan đẹp nhất với giá chỉ có 100.000. Còn nếu cô chú anh chị nào mà muốn lấy hàng không có nụ thì em bán 80.000 cho một chậu. 80.000 cho một chậu thì ở đây em đang có thêm một cái màu tím nhá, tím hoàn toàn đấy ạ. Chậu rất là sung xuê đây, 80.000 cho một giò. Và bên này đây sẽ là những cái chậu kiều tím Thái. Đó, cả lô như vậy cô chú anh chị nhá. Chậu thì rơi vào đâu đây là một chậu nó sẽ rơi khoảng tầm
7, 8 cho đến cả chục thân cô chú anh chị ạ. Và dòng kiều tím Thái thì có thể thỏa mãn đam mê của cô chú anh chị. Với những cái bông hoa kiều tím ạ, nó sắc hoa của nó thì cô chú anh chị, cho cô chú anh chị nào đang cần tìm những cái bông kiều tím đẹp mộng mơ như thế này, tím chuẩn đúng nghĩa của nó đây cô chú anh chị nhá. Đó, cô chú anh chị không phải lăn tăn về cái vấn đề là mình mua kiều tím mà lại ra cái màu nó không phải màu tím mà nó chỉ hơi phớt tím thôi chẳng hạn như vậy. Thì đây là một cái lựa chọn mà tuyệt vời cho cô chú anh chị. Và mỗi một giò như vậy thì chắc chắn cô chú anh chị chỉ cần trồng một năm thôi là có tác phẩm đẹp ở đây rồi cô chú anh chị ạ. Đấy, trồng rất là nhiều thân cô chú anh chị nhá, khỏe và đẹp như thế này. Một giò như vậy em bán với giá chỉ có 170.000 thôi ạ. Thay vì cô chú anh chị lựa chọn hay là quay sổ số hay là mua những cái thân kiều Yên Bái hay là Tuyên Quang hay là Thái Nguyên với cái giá cả vài trăm nghìn một thân, cô chú anh chị có thể lấy những cái bông hoa này đẹp đúng không ạ, vừa sai bông, dễ chăm, dễ thuần, sinh trưởng mạnh, sai hoa như vậy. À, bên này đây là hạc vị Bắc này cô chú anh chị này, cho cô chú anh chị nào đang cần hoài niệm về những cây lan rừng, hạc vị rừng này ạ. Hạc vị Bắc này em bán là 150.000 cho 1kg nhé cô chú anh chị nhé. Có lẽ vẫn là một cái dòng lan mà đáng chơi đúng không ạ, dễ thuần, dễ chăm. Còn bên này đây sẽ là những cây đai châu Tết, hàng đẹp mộng mơ cho cô chú anh chị mình. Nói chung là hàng về cực nhiều cô chú anh chị ạ, cực nhiều luôn cô chú anh chị nhé. Một cái lô hàng về nhiều, thoải mái cô chú anh chị mình lựa chọn. Và em bán thì ở đây thì những cái cây đẹp nhất nó sẽ chỉ rơi khoảng tầm có 180.000 thôi. Thì cây sẽ rơi khoảng tầm 2, 4, 6, 8 cặp lá. 2, 4, 6, 8 cặp lá. Đấy. 2, 4, 6, 7. 7, 8 cặp lá. Thì cây sẽ rơi vào khoảng, cây em sẽ bán vào 180.000 là cây rơi vào 7, 8 cặp lá cô chú anh chị nhé. Và hoặc là chậu cây đôi như thế này tùy cô chú anh chị. Hoặc là đây ạ. Đây ạ, em có chia theo hình. Cô chú anh chị có thể lựa chọn ngay những cái chậu theo hình này. Quá đẹp, toàn là những cái cây xếp rụt thôi. Những cây xếp rụt thôi cô chú anh chị ạ. Đây, sắc đây cô chú anh chị. Đủ sắc màu luôn. Nói chung là đai châu Thái thì cô chú anh chị khỏi phải lo là cái màu nó không đẹp cô chú anh chị ạ. Đây là cái các cái sắc màu của lô đai châu Thái này về cô chú anh chị nhé. Có những cái cây đã hàng, những cái hàng cây một đơn này thì em thấy là đã 100% đã nhú nụ rồi. Còn những cây này thì có lẽ là nó sẽ hơi chậm hơn một chút xíu. Thì ở đây em đang có chia theo hình này cô chú anh chị này. Hình này em gọi là hình số 1 ạ. Đây cô chú anh chị nhìn cho em bao nhiêu cặp lá nhá. Cô chú anh chị nhìn và đếm ạ. Cây này xin phép bán 180.000. Cây này bán 180.000 nhá cô chú anh chị nhá. Lên chậu, lên giò, nở hoa thì đúng như hoàng hậu luôn, đẹp mộng mơ. Cây này thì hơi rách lá ở dưới này một chút xíu. Cây số 2, ít cặp lá hơn. Cây số 2 này em bán 170.000 cô chú anh chị nhé. Đẹp đúng không ạ? Quá là khỏe và đẹp luôn. Và cây tiếp theo, cây số 3 này. 2, 4, 6, 7 cặp lá. 180.000 cho cây này. Cây số 4 ạ. Cây số 4 này ạ. Bao nhiêu cặp lá? 2, 4, 6, 8 cặp lá. Đó, cây châu 8 cặp lá cô chú anh chị nhé. Cái hình số 4 này em xin phép được bán 190.000. Và cây này ạ, siêu phẩm luôn cô chú anh chị này. 2, 4, 6, 8, 9 cặp lá nha. Cây này em xin phép bán 200.000 ạ. 200.000 cho cây này. Và hình số 10, đây gọi là hình số 5. Và hình số 6 này, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 cặp lá. Cây này em bán 180.000. Và sang hình tiếp theo. Hình số 7 là một cặp gồm có 2 cây. Cặp đôi gồm 2 cây nhé cô chú anh chị nhé. Nói chung là dòng châu Thái cô chú anh chị không phải lo là hoa nó không có đẹp đâu cô chú anh chị ạ. Hãy sưu tầm đi ạ, chắc chắn là sẽ đẹp tuyệt vời ạ. Chậu cặp đôi 2 cây này xin phép được bán với giá là 170.000 thôi. Gọi là chậu số 7 đấy ạ. Chậu số 8 này. Chậu số 8 đây. Chậu số 8 này em xin phép bán 170.000 đây cô chú anh chị. Em gang lá cô chú anh chị tưởng tượng ra. Chậu số 9 cũng bán 170.000 thôi. Chậu này thì không biết là cái hoa gì, thân đỏ. Nói chung là màu nào cũng đẹp đúng không ạ? Em đưa cô chú anh chị xem rồi đấy ạ. Và hình số 10, 170.000. Và hình số 11 này, cái chậu này hai cây to ú luôn ạ. Một cặp đôi rất là to. Cặp đôi rất là to này. Em xin phép bán cặp đôi này với giá 200.000. Khủng bố luôn cô chú anh chị ạ. Cặp đôi hai cây đẹp. Rất nhiều cặp lá. 200.000. Dạ, sang bên này em có hai cái hình châu, đây là cũng là châu Thái, hàng mốc trụ của vườn miền Nam ạ. Hình em bán 120.000, hàng lỗi lá này.
Một cây mà nhú nụ chi chít ở đây luôn. Cây này em bán với giá 120.000. Cây này bị gãy lá nhé cô chú anh chị nhé. Rồi sang bên này đây là những cái chậu giáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng. Ngắm thân thôi cũng mê ạ. Trong những dòng lan mà có lẽ là với nhiều anh chị cũng là một cái lựa chọn. Với những cần hoa rất là dài, thơm. Chậu cáo này em xin phép bán 21 ạ, 170.000 cô chú anh chị nhé. Chậu 3 cây. Chậu 20, à đây là chậu 23 chứ. Chậu số 24, 4 cây lá xếp tăm tắp luôn. Thẳng tắp đẹp như này, 230.000. Và chậu số 25 đây ạ. Chậu 25 đây em bán với giá là 3 cây đẹp chưa cô chú anh chị. Lá to dày cộp luôn. Về treo vậy ngắm lá trước đi ạ. Rồi đến mùa hoa chắc chắn là sẽ là những cái giò lan hoa tuyệt vời. Em bán 170.000. Và hình số 26 chậu này cũng 3 cây, 170.000 ạ. Và chậu 27 này, 170.000 cô chú anh chị nhé. Và chậu số 28 đây ạ, cũng với giá 170.000 ạ. Và 29 này cũng là 3 cây với giá 170.000. Và chậu tiếp theo, chậu số 30 cũng là 170.000. Đó, 170.000, chậu 3 cây cáo to đùng, lá dày cộp. Bên này sẽ là những chậu trầm rồng đỏ. À, giá để cô chú anh chị về làm giống và thưởng thức hoa. Cái chậu này là có 3 thân nhưng mà nó hơi có bị gập này. Và rất là nhiều mầm đang lên, nhìn xung xuê. Chậu này em bán luôn 50.000 thôi cô chú anh chị nhé. Bị gập như vậy nó vẫn cứ cho hoa bình thường thôi cô chú anh chị ạ. Đấy, vẫn cứ cho mầm cho hoa bình thường. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 31 này. Chậu này cũng hai thân nhưng mà tiếc là nó bị gập. Cô chú anh chị đừng có lăn tăn, kể cả cắt ra đi ạ. Cắt ra đi nữa thì nó vẫn cứ cho hoa nhé cô chú anh chị nhé. Chứ đừng nói là bây giờ nó gập như thế này. Gập như thế này mà cây vẫn cứ phát triển này. Chậu này em cũng chỉ bán có 50.000 thôi cô chú anh chị ạ. Kể cả cắt ra nó vẫn cứ cho hoa. Cô chú anh chị muốn thẳng, cô chú anh chị có thể nẹp nó lên cho nó thẳng được nhé cô chú anh chị nhé, không sao. Đó, và hình tiếp theo hình 33 này, chậu này em cũng bán có 50.000 luôn ạ. Chậu 34 trầm rồng đỏ. À, 70.000, chậu này có 4 thân. Và chậu số 35 90.000 chậu này. 36 đây ạ. Chậu 36 đây. 80.000. Chậu 3 thân và rất là nhiều mầm thân thấp ở bên dưới nữa. Chậu số 37 đây. Chậu số 37 80.000 này cô chú anh chị này. 80.000 4 thân mà có thân một thân bị gập. Và chậu số tiếp theo là chậu số 38. Chậu này 80.000 và bên này là những chậu lan kiếm Phan Chí đấy ạ. Những cái chậu lan kiếm Phan Chí và đây là những chậu kiếm mà hàng gieo hạt nhé cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị chắc là nhiều cô chú anh chị đã có những cái mặt bông kiếm Phan Chí sổ đúng không ạ? Hiện tại thì em thấy là người ta bán, hiện tại nhiều nơi người ta nhổ ra người ta bán ấy, người ta cứ bảo là hàng Phan Chí thật. Bởi vì là cái mặt bông của nó thì cũng rất là đẹp, không rất là đẹp. Nhưng mà nói chung là có mặt bông nó giống cây Phan Chí bố mẹ. Nhưng mà có những cái mặt bông thì nó không cô chú anh chị nhé. Nhưng mặt bông đều đẹp và người ta cứ nói là dòng Phan Chí. Đấy, còn như em thì đây là hàng gieo hạt nên em cứ nói rõ cô chú anh chị biết như vậy. Hoa thì đẹp và chậu này em bán 100.000, chậu 39 ạ. Chậu số 40. Chậu 40 đẹp mộng mơ luôn. Đó, 120.000 nhá cô chú anh chị nhá. Chậu số 31 này. Chậu số 31 ở đây ạ. 100.000. Và bên này là em có một cái chậu lan hài. Hài gấm này cô chú anh chị là đang mèo nụ rồi, 100.000 ạ. Đó là chậu 42 ạ và chậu 43 là có một cái chậu này. Đang có một cái bông hoa này nở. Em bán 100.000 luôn cô chú anh chị nhé. Hoa này thì nở rất là lâu rồi. Cho cô chú anh chị nào đang cần tìm đến mặt bông hoa cây hài đấy ạ. Và một cái chậu cẩm báo đây. 100.000 cho chậu cẩm báo này. Và bên này sẽ là chậu 45. 45 là một cái chậu 5 cánh trắng họng hồng. Chắc là nhiều người đã từng thưởng thức hoa 5 cánh trắng họng hồng đúng không ạ? Cái dòng hoa cũng sẽ nở vào thời điểm Tết này. Cô chú anh chị nhìn những mắt nụ của nó đây. Đó, chậu này là có tất cả là 3 thân, tuy nhiên thì có một thân nó bị gập. Sẽ bán với giá luôn chỉ có 80.000 nhá cô chú anh chị nhá. Vừa bán vừa tặng luôn, vừa làm cây giống vừa thưởng thức hoa luôn ạ. Đẹp, 5 cánh trắng và cái họng hồng nổi bật, cực kỳ nổi bật luôn. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 46 này. Chậu này là cũng có 4 thân nhưng mà một thân bị gập nên là em bán luôn 80.000 đi. Chậu số 47 này. Hai thân rất là căng nhưng mà lại bị teo ở cái đầu ngọn này. Em bán luôn 60.000 cô chú anh chị nhé. Theo đầu ngọn này một chút này. Em bán luôn 60.000 thôi. Đây ạ, là những giò đen đũ mắt đen là cô chú anh chị này. Thân căng nú luôn như này. Đó, chậu trơ rơi trên trục thân. Đây, bắt đầu là sưng mắt nụ rồi đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn thấy đấy ạ. Một cái chậu đen đũ mắt đen rơi khoảng tầm cả chục thân trong một chậu như vậy. Xin phép em bán là 220.000 cho một giò nhé.
Sang bên này đây là một cái loại đặc sản vùng Cao Bằng đây ạ, chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng, trồng ở vùng núi Phe Đén với độ cao trên 1.000 m² ạ. Có vị thơm ngon và vị thơm ngon đặc trưng riêng của nó. Với cái không khí mà sương mù phủ quanh năm cô chú anh chị nhé, thì em bán một cái túi chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng như vậy với giá là 170.000 cho một túi ạ, là một nửa kg. Còn bên này đây sẽ là cái chè dây. Chè dây, em bán chè dây này là túi là nửa kg với giá là 50.000 cho túi chè ô chè này, chỉ còn em còn đúng duy nhất cái nửa túi này thôi cho cô chú anh chị nào đang cần tìm ạ. Tiếp sang bên này đây thì đang rất nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông đủ size 1234, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho kg. Rêu rừng 50.000 trong kg và duy xanh thì 50.000 nhá. Đó. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho một cặp. Dưỡng chất AB với giá 85.000 cho một lọ. Dưỡng chất AB thì 85.000 cho một lọ. Đây ạ. Atonic 12.000 cho một gói và Super Thai hormone tăng trưởng 50.000 cho một lọ. Siêu da dễ N3M 30.000 và liền da Mỹ Tiến 40.000, liền da sẹo đen 50.000. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 và ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Kin Kin Bun đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi nhé. Phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối, phân châu, đỗ tương, đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng, sản phẩm với giá 35.000, một cái sản phẩm phải nói hoàn hảo. Bởi ngoài phân châu thì còn có quả dịch chuối và đỗ tương nữa, cung cấp giá trị dinh dưỡng tối ưu luôn ạ. Hạn chế nấm bệnh tuyệt vời. Bên này thì em vẫn có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng này ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt ạ. Một lọ như vậy em bán 40.000. Cái mùi hương của tinh dầu hồi chắc chắn sẽ làm cô chú anh chị cực kỳ là thư giãn. Và đặc biệt là rất là nhiều những tác dụng, cô chú anh chị biết rằng là từ cái cánh hoa hồi từ rất là lâu, rất là xa xưa rồi, người ta cho vào món ăn, tạo hương vị, tạo độ ngọt, đúng không ạ? Và rất là tốt đối với sức khỏe nữa. Những giọt tinh dầu hồi này chắc chắn nó sẽ đem đến cho cô chú anh chị những cái cảm giác thư giãn và rất là nhiều những cái tác dụng tuyệt vời. Cô chú anh chị thử một lần thưởng thức mùi hương tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng đi ạ. Chắc chắn sẽ làm cô chú anh chị hài lòng cô chú anh chị nhé. Rồi ạ, một lọ như vậy à 40.000 rồi ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em được dừng clip ở đây ạ.